phát ban có thể là triệu chứng đầu tiên của COVID-19. Sốt, ho khan, khó thở và mất vị giác hoặc khứu giác, đau đầu vốn được biết đến là các triệu chứng chính khi mắc COVID-19. Gần đây, một nghiên cứu mới do nhóm thuộc giả thuộc Đại học King's College London ở Anh thực hiện trên hơn 336.000 người Anh đã chỉ ra rằng những dấu hiệu này có thể dần thay đổi. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra ở người mắc COVID-19 trong cộng đồng mà biến thể Delta chiếm ưu thế. Các triệu chứng ban đầu có thể sẽ biểu hiện qua da. Khoảng 9% người tham gia nghiên cứu đã bị phát ban trên da khi họ dương tính với SARS-CoV-2. Nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng những vết phát ban này cùng những vết đỏ gây đau, bong tróc da ở ngón tay hoặc ngón chân, hiện tượng ngón tay hoặc ngón chân COVID-19, có thể là triệu chứng ban đầu và duy nhất ở một số bệnh nhân COVID-19. Trong đó, các vết phát ban trên da sẽ kéo dài và phổ biến hơn. Đại diện của nhóm nghiên cứu cho biết thêm tình trạng phát ban có thể xuất hiện trước hoặc sau khi bệnh nhân COVID-19 khởi phát các triệu chứng khác. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.